thất nghiệp đi cào hến. Nãy giờ tiếng hồ rồi 200 kg. À, còn hai bao trên bờ đó nha. Đây ngồi về bán 15.000 kg đắt lắm à. Giờ nước đang lớn rồi, chuẩn bị vô bờ. Quá tàu luôn. Cái giật đâu rồi? Nãy giờ được tiếng rưỡi đồng hồ gì, quá trời luôn, thiên về không nổi. Tiếng rưỡi đồng hồ, một người 200 kg. Người 150 kg à. Đẩy lẹ đi, hồi chuẩn bị vô bờ nghe, nước lớn rồi, hụt đầu á. Nước lẹ luôn quá ha. Ừ, nước lẹ lắm. Ở đây nó dòng nước chảy mạnh quá.